Trong tình hình nền kinh tế có nhiều tín hiệu tích cực, thị trường bất động sản đã và đang có nhiều khởi sắc, thể hiện qua hàng loạt các dự án lớn được khởi động, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Với mục tiêu cung cấp ra thị trường một tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ hoàn toàn khác biệt, công ty TNR Holding Việt Nam vừa tổ chức giới thiệu dự án Go Season với không gian sống hiện đại cùng hệ thống dịch vụ tiện ích cao cấp. Dự án có vị trí tại số 47 Nguyễn Tuân, Hà Nội, thừa hưởng cơ sở hạ tầng hoàn thiện của khu vực trung tâm quận Thanh Xuân với phong cách hoàn toàn mới lạ. Vẻ đẹp phóng khoáng mang đậm phong cách Mỹ gồm 4 tòa nhà cao từ 27 cho tới 35 tầng, tỷ lệ xây dựng chiếm hơn 30% tổng diện tích. Gần 70% diện tích đất còn lại dành cho cảnh quan và 99 tiện ích tiêu chuẩn như công viên, trung tâm Manhattan, quảng trường nước và ánh sáng, khu vui chơi và phát triển thể chất, siêu thị, phòng khám đa khoa quốc tế. Sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2018, dự án Go Season là dự án thứ tư được TNR Holding Việt Nam giới thiệu trong năm 2015, dự kiến đáp ứng nhu cầu sinh sống và làm việc của 4.500 người dân.